That place is big enough, she'd be able to hold around 200 people who go to the cultivate to meditate. And therefore, the rest of the people, either they can commute or they make their own arrangements. But we don't like the duplex. The reason for that is because I promised for a long time that we've been holding the last 2 weeks here, and that's why we've been gearing for everyone to come here, take care of the 60 people who come here. And since we're switching, I will honor my commitment to all of you. Thứ do tại vì chúng tôi cả năm đã sứt sòn rồi, phải nói cả lâu rồi, rất lâu rồi là tổ chức cái Phật thất, cái thiên thất ở đây, thành ra sẽ sứt sòn ủng hộ cho 60 người nhà tu ở đây. Mà bây giờ đổi cái địa điểm thì chúng tôi vẫn giữ cái lời hứa đó là sẽ lo lắng cho 60 người đầu tiên. Okay, khả năng chúng tôi như vậy. This is our spirit. We don't make money off the cultivation. We try to support the cultivation to the best of our abilities of what we have. Để tinh thần mà cái chùa chúng ta như vậy là chúng tôi sẽ cố gắng giúp quý vị, ủng hộ quý vị cái chuyện tu hành của quý vị. Chẳng phải làm tiền về cái chuyện tu hành của quý vị. This temple is not about making money. Cái chùa này không phải là cái chùa để làm tiền. Và chúng tôi sẵn sàng giúp những người muốn tâm tu hành với cái khả năng chúng tôi giúp được, chúng tôi sẽ sẵn giúp hết. So whoever wants to go to it, we try to help them to the best of our abilities. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. What kind of accommodations do they have there for? Not sure yet. I have to make arrangements. Probably get a hotel or a house or something. I'm not sure. There are three hotels within walking distance. Chỗ đó có gì? Có ba cái khách sạn có thể đi bộ tới được. Họ có thể mượn nhà để gần đó. Tôi chưa biết. Okay. But we still have another month to worry about. Có cái tháng lo để mà lo. Hy vọng kịp. All right. Any other questions? I find myself in a phase where I need to shift gear. Đến lúc này trong cái cuộc đời tu hành chúng tôi phải sang shoulder, phải lên shoulder rồi. So I'm explain to you my purpose as a cultivator. Cho phép tôi nói cái gì cái mục tiêu của tôi, cái mục đích của tôi khi mà tu hành làm gì. I cultivate, number one. This is my cultivation, cái cuộc tu hành tôi như vậy. Number one is for me to help people obtain rebirth of the pure land. Mục tiêu của tôi, tu hành của tôi là để giúp chúng sanh đắc được bản sắc về cõi cực, về cõi tịnh độ. Okay. And to me, that's the most important goal because I think the best teacher for all of you are the Buddhas. Tại sao tôi muốn như vậy? Tại tôi nghĩ là cái người thầy giỏi nhất mà quý vị có thể có là Đức Phật. Tại là đến được cũng giúp đắc đạt bản sanh về quả cực lạc để mà ngày nay như Phật dạy những cái hướng dẫn quý vị tu. So my humble goal is to be able to help you obtain rebirth to the pure land as quickly as possible so that you can learn from Amitabha Buddha. He's the best teacher you can find. Maybe he can be thầy đó, vị Phật đó, vị thầy giỏi nhất quý vị có thể có kiến. Okay, I will be clearer as time proceeds. Từ cái vị trí thấy là sao tôi có những cái gì để làm thực hiện cái mục tiêu đầu tiên. So eventually over time, the next 10 to 20 years, you see what I have in mind to fulfill the first objective. It's not clear right now to you yet, but you see. Thì bây giờ cứ chưa rõ tôi muốn làm gì đâu từ cái vị trí thấy. Number two, my objective is to explain and help propagate Mahayana. Cái gì chúng
chúng tôi điều tôi là muốn giảng kinh, giảng pháp để hoằng dương Phật pháp. I think it's the best knowledge you can acquire. Tại sao như vậy? Tại vì cái Phật pháp là cái sự hiểu biết mà quan trọng, mà có giá trị nhất quý vị có thể có. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì cơ? I'm doing that because not enough people explain the Mahayana sutras. Tôi phải làm nhưng tại tôi thấy không bao nhiêu người đang giảng kinh đại thừa, đang giảng pháp đại thừa. And my time is limited. Bây giờ tôi đang còn eo hẹp lắm. Thành ra tôi phải giảng kinh đại thừa. Therefore, I find myself compelled to explain Mahayana sutras. Phải giảng kinh đại thừa. That's a job of a monk or a nun. Đó là công việc của các thầy các cô. Phải giảng kinh. They have to explain sutras. Okay? It's not about building temples. It's not about becoming famous. Đây không phải là mục tiêu chúng tôi, người xuất gia không phải là để xây chùa. Không phải để thành nổi tiếng. Which is the opposite. Okay? That's the third goal. Đây là mục tiêu thứ ba. I will train the next generation, platform people and lay people. Tôi sẽ huấn luyện cái nhân tài của đời sau. Okay. Any questions? Các bạn mắc gì cơ? She's part of the kitchen staff for the two final weeks of the year. She wonders what she needs to do, whether we have any kitchen facilities there, or we're supposed to feed 60 people, or 200 people, or 300 people. Okay. Tôi chưa biết là có chắc còn có một cái bếp nhỏ nhỏ. I'm sure there's a small kitchen there. Okay. There should be a full facility there. Nó có đầy đủ hết. Nhưng mà tôi không biết cái nhà bếp nó sẽ lớn như nào. Tôi chưa thấy. Tuần sau tôi mới được thấy. So next week I will be able to have a glimpse of what it's going to look like. I'm told not to go there yet. Người ta nói tôi đừng nên tới. I said, can I have a screen there? Because when I speak Dharma, I need a screen. He says, yeah, you have all kinds of high-tech stuff. Tôi nói là tôi có được một cái màn ảnh để mà tôi rọi lên trên màn ảnh. Khi tôi nói phát không, thầy đừng có rọi, có đầy đủ, cái đủ một màn ảnh, đủ thứ hết. And you have your own PC, you have your own iPad. Thầy có thể có cái máy điện toán của thầy, thầy có cái iPad. I hope it's iPad too, not iPad. Are you hearing me? iPad too? And then you can control your presentation, you know, with the, you know, whatever you want. Nó sẽ có những cái đồ máy móc đồ thứ. Yes. Any questions? Okay. So I will find out next week. We still have 1 month to go. We've got one tablet. Cái chuyện ăn uống mình cần lo, thực sự mình cần lo chuyện ăn uống, tại vì về phía đó, về cái vùng đó, mình hôn một cái, sau đó sẽ có người hôn, hoặc có người mình sẽ mua đồ ăn, cái gì. Okay. I'm saying that we don't have to worry about food there because I'm told that all I have to say is I ask for people who cook, will cook for us. Cái mà tôi nhắc họ nấu ăn phải cẩn thận, không được nấu hành tỏi, phải đừng để bột ngọt, rất quan trọng.
temple, they bring the wrong food to the temple, meaning they bring food that's cooked with MSG or with onion and garlic, their family, or pungent plants, then they're poisoning my temple, the people in my temple. They don't want to do that. Okay? That's what we need to remind people in that area. So it's a good thing we show up and remind people that left-form people, we eat differently. Vegetarian from Buddhism, vegetarian is different from the way the Vietnamese are used to living now. I'm dying like sugar. And so I need you, the kitchen staff, and the người mà trong cái bàn ẩm thực. Hy vọng quý vị, mong quý vị bỏ thì rồi đã nói cho nó rõ ràng. Và cái đồ ăn đó, mà tôi nhất là tôi không thể có những cái đồ những người mà quen rồi, biết rồi tôi ăn rồi, và họ phải hy vọng. Cái đường lại tôi không ăn. Okay? The kitchen staff, please take the time to explain to people respectfully that this is how we eat. Okay? In particular, my food. Okay? Please make sure that I only eat, I only accept food from the people I know or cook properly. So the newcomers, I will not really eat the food from the newcomers. Người mới tới chùa tôi không ăn đồ của họ. Sau khi một thời gian mình biết, họ biết rõ ràng, tôi đã họ rồi. Họ biết rằng mình ăn uống như vậy, họ biết cái pháp là như vậy rồi. Mình mới nhận, tôi mới nhận được ăn, cá nhân tôi mới nhận được ăn. Then I will eat the food. Otherwise, we will not accept any stranger's offerings. Okay? Because if I eat onion and garlic, you need to protect me. Tại vì quý vị phải giúp đỡ cho tôi. Nếu quý vị phải bảo vệ cho tôi, nếu tôi ăn hành ăn tỏi, I will have a hard time helping people in the world. Nếu tôi ăn hành ăn tỏi, tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tôi giúp người ta đắc bản sự. Okay? Alright. Any other questions? I don't want you to have them. Anh có chuyện ăn uống tôi nghĩ đó. Ở đó nó dễ dàng. Nên cái vùng đó rất nhiều người muốn nấu ăn uống. So there are a lot of people want to prepare to cook for us. In particular, we can easily buy food, vegetarian food in the area as well. So it's not a problem. Ăn cùng lắm mình mua đồ ăn cũng được, nó dễ dàng. Tại đồ ăn nó rất là nhiều, nhưng mà nó ăn. So food is what it means, less our worries. Ăn uống nó không có gì rắc rối đâu. Nếu mua đồ ăn mà chỉ sau đó thường tiệm mình có những tiệm, như có những tiệm mà nấu không có bột ngọt, không có đồ hành tỏi, rồi có những cái chỗ mà ta bán, ta nấu ăn đồ ăn ở nhà đó, catering ở nhà đó, nhiều người lắm, mình đặt họ nói rõ ràng, họ nấu rõ ràng không sao. Đây mình cái này mình đang làm cái chuyện mà mình đang ảnh hưởng các ăn chay của vùng đó, lại mình vào mình mới vào, mình cũng như vô vào nó mình ăn chay nó phải như vậy. Từ từ mình sẽ đấu, từ từ khoan, từ từ khoan mình hấp. They said, yeah, we can cook ourselves. I said, yes, let's go easy. Let's go slowly, and let's watch what they have to do, and we take care of that ourselves. Từ từ mình sẽ chỉ từ từ sao. Okay, I can tell you. They're excited we're coming. Tôi phải nói, có thể nói cái gì là họ rất hoan nghênh chúng ta đến. Okay. And that's why from here, bởi vì ở đây mỗi tuần, buổi sáng thứ bảy và sáng thứ nhật. So in here from this temple in the morning, from on Saturday and Sunday, we'll drive people from this temple to that other temple to cultivate and bring them back here in the afternoon. Buổi sáng sẽ chở cái gì đón cái gì từ đây đến bên kia, rồi buổi chiều sẽ chở cái gì từ bên kia trở lại cái đây. Okay, it's not a problem at all. We take care of it. Chúng tôi sẽ lo lắng cho quý vị. Sau này thầy xuống dưới đoàn Bắc không? Câu hỏi, the question, are you moving there? I say, yeah, it depends on who is buying in a bigger temple. Ai muốn đưa tôi cái chùa lớn hơn, tôi sẽ đợi chỗ đó. Thầy mua thầy được, I can be bought. This place will be my training center. Cái chỗ này là cái chỗ để tôi huấn luyện nhân tài. I want to shield them from the temptations of in that area. Tôi không muốn họ ở cái vùng.
next year I expect around 20 people. Năm sang năm tôi đang chuẩn bị để huấn luyện 20 người. Or more. Hoặc là hơn 20 người. I don't know where I'm gonna house them yet. Tôi biết họ sẽ ở đâu, tôi chưa biết. Như tôi biết là từ 20 người cho tới 50 người. It's between 20 to 50. That's our growth. Mình phát triển rất là như vậy. Because if I become visible, tại nếu mình cần lộ ra thì cần có nhiều người để xin để mà được huấn luyện. More people are going to ask to be trained. Yes, Thomas. I was wondering if you need 20 to 50 people to kind of join the community, or 20 to 50 people to live here. To live here. We residents, we have a training program. Ở tới đây ở sẽ có chương trình huấn luyện cho họ. It'll be for both lay people and lay full people. Có chương trình huấn luyện cho người tại gia và xuất gia. Okay. Any other questions? Anh mắc gì không? We are growing by leaps and bounds. Sáng năm mình sẽ phát triển rất là lẹ. I'm not sure if I'm going to be able to do it. But I have to give it a try. It's difficult. It's difficult. Okay. My worry is that I will not be able to resist the temptation of fame and money. Tôi chỉ sợ là tôi không đủ sức để mà chống đối cái sự cám dỗ của cái danh vọng, tức là của cái tiền tài. Are you leaving Ryan? Oh, going to work? My helper. Oh, that's your helper today. Oh, good. Oh, before you leave, here's what I need to see, because don't leave yet. I need to gear up because my time will be, I have less and less time. Tại sáng năm tôi rất bận rộn. Okay, thành năm từ ngày thì giờ tôi rất là ít. So I hope you sympathize with me. Tôi hy vọng quý vị tha thứ cho tôi. The past 6 years, I've been very patient. 6 năm vừa rồi, chúng tôi rất là kiên nhẫn. I will tell you one thing. Tôi nói quý vị, you don't want to realize you have a problem. Quý vị biết quý vị có vấn đề. I tell you, I find myself repeating the same thing over and over again. That you have this problem. Look at this problem you have. This is problem you have. Tôi kiên nhẫn, tôi nói quý vị này, quý vị cần giải quyết vấn đề này, cần giải quyết vấn đề này. I will repeat that. And people don't get it, they don't hiểu. And then people will come to me and ask me, why are you criticizing? Con người đã lại tới nói, tại sao phải chỉ trích tôi, tại sao phải nói tôi sai? Tôi đâu có sai đâu. So I find myself then, after telling you what your problem should be working on, I have to tell you why. Vừa nói cái gì biết là vấn đề là cái gì là cần giải quyết. Quý vị cần giải quyết vấn đề gì, xong phải giải quyết, xong phải giảng cái việc tại sao, okay? Rồi xong phải giảng cái việc tiếp theo, rồi phải giảng cái việc phải nên làm gì. Then I will explain to you what you should be doing, okay? As I get busy, tại tôi biết sang năm, bắt đầu sang năm, sang ngày này càng bận. I will find myself so busy, becoming so busy that I hope you don't feel I'm neglecting you. Tôi hy vọng cái việc gì là tôi lơ là cái gì. It's just my time is more limited. Thì giờ tôi được ngày nó cần ít để làm ba công chuyện đó. To do, my time is much more limited in trying to do the three new goals for the rest of my life. Okay. And I hope that you don't think that I'm neglecting you. Maybe you can help me out by learning to be more grateful that I can take the time to point out your problems to you. Instead of coming to me and fight with me and say, why do you tell me I have a problem? Okay? Là tôi hy vọng cái gì hiểu thông cảm nhưng mà cho mà nếu như mà tôi chỉ trích cái gì nói cái gì thì cái gì thì thay vì mình giận tôi, thay vì chỉ trích tôi chống đối là tôi thì suy nghĩ lại đi, tại sao ông thầy bận rộn như vậy, mình bỏ thì giờ mà
nêu ra những cái gì mình cần phải sửa, mình cần phải tu. Phải biết ơn thầy bỏ thì giờ giúp đỡ mình, cho mình thấy vấn đề cần giải quyết. Because if I don't point out, point things out to you, no one else will. Nên tôi cũng chỉ quý vị thấy, không ai chỉ quý vị đâu. Okay? So you have to learn to be grateful that, that I'm pointing out problems. Thầy hy vọng quý vị phải biết ơn ông thầy bỏ thì giờ ra chỉ như thế, chỉ trích quý vị, chỉ chỗ quý vị cần phải sửa. Instead of fighting me all the time, thay vì cứ đấu hỏi, cứ chống đối hỏi, tại sao thì chỉ trích con hỏi. And instead of fighting me, or instead of justifying yourself, or instead of arguing with me, so what, I'm nothing wrong with me. Okay, why do you keep on criticizing me? Okay, you keep on doing that, I will run out of time. I will stop telling you what to do, pointing out your problems. Nếu quý vị, nếu tôi càng ngày tôi càng bận, quý vị mỗi lần tôi nói như vậy, quý vị cứ chống đối với chỉ trích ấy, thì tôi sẽ không dám nói gì nữa. Okay, you be on your own. I see things are wrong with you, I'm not pointing out to you. Tôi thấy điều sai lầm quý vị, tôi sẽ không nói đâu. Okay. That's because I'm really running out of time. Tôi càng ngày thì giờ tôi đã thành ít. I have to devote more of my energy to things that need to be done, to the big picture. Okay? So please cooperate with me a little bit. Tôi hy vọng quý vị tha thứ dùm và giúp đỡ tôi một tí. Okay? Ai có thắc mắc gì không? Any questions? Okay. And so I decided to ask Ryan to take care of my books again, if you could. No? Don't have time, huh? Okay, then I have to hire someone or make arrangements. Okay. Not in terms of physically doing it, but in terms of overseeing the entries. The QuickBooks is there, so I have someone do the entry, and you can possibly just once a month take a look, make sure the entries are proper, and genuinely report. That's all I'm asking. Just not the task. Huh? I don't want to do the task. The typing? The taxes. I don't want to do that. The tax return? Yeah. I don't want to do that. Why? Why is the tax return a problem? Something like that serious, I think, should be done by someone more experienced. Yeah. Okay. Fine. But the daily accounting, the stuff, I need to have a picture of what it is. So because I have several centers, so we have more cost centers, so I need to keep track. Okay. So, but the taxes, yeah, we'll take care of the taxes. So I probably would ask that right now Jasmine has been doing a very good job handling all of it. And I want to shift her attention away from more, if she has time, I want her to handle the problem solving instead of the tedious work. She's not strong tedious work, so I'm shifting people. Tôi đã đổi người là tại cô Jasmine, cô giúp đỡ rất là giỏi. Nhưng nếu cô giỏi về cái chuyện giải quyết vấn đề thì cô chứ còn cái chuyện mà mỗi ngày làm lắc nhắc của cô không có cái sự kiên nhẫn đó. So I will probably ask either Janice or someone else to do the entry, quick entry and my spreadsheet so that I know what's going on. And then once a month, maybe Ryan can take a look at the entries, make sure they're proper, they're posted properly. That's the only thing. And punch a button, the report is generated. That's what I need. And break it down to cost centers for me. Two places. One here, one in Bolsa. Okay? And tôi đang tổ chức lại cái bằng sổ sách.
taxes are not that hard. I will hire people or ask Jasmine to take care of the taxes later. It's not that hard. But I need the daily, I need a pulse on the numbers. Vì chị mà thấy má nó cũng quan trọng đối với tôi đó, tại vì tôi cần cái sự cần biết cái sổ sách ra sao. Because I will offer things that I have available. Tôi phải biết sức khả năng tôi bao nhiêu để tôi có thể tính toán là có thể giúp được bao nhiêu người. I need to know how many people I can help based on my numbers. I'm not going to overreach myself. Sức tôi có hạn. Tôi chỉ giúp được bao nhiêu người đó với cái khả năng của tôi thôi. Tôi phải biết cái khả năng tôi là bao nhiêu. That's why I need to have a clear idea, precise idea, what I'm capable of every single month. Tôi biết rõ ràng mỗi tháng tôi có sức tôi bao nhiêu. Okay? In this phase, so that's the only thing. You can go know your own stuff if you like. Okay? But thank you. So just overlook the entry for me. I need to have people reliable who will do a good job making sure I have a clear and precise picture of my finances. Okay. Taxes are outside reporting, that's to me is not that critical. Okay. I will comply with it, but it's not the most important thing on the board. Okay? Thank you. Go and take a look at QuickBooks and see what I talk to Jasmine. And make sure that you pick up where she is, okay? She's at, and make sure you see what she's doing. For example, she's reconciling herself. She doesn't even need a statement from me, and she does a good job. It's very accurate. I have no problems. Before I know, when I throw you a spreadsheet, you have to spend a lot of time entering it, reconciling it. And this one here, she does it like every week and something like that with through QuickBooks. And at the end of the month, she punches the button. I know exactly what she wants very quickly. So I ask Janice to help you do the entry and both the spreadsheet and the QuickBooks. Okay? Does it sound good to you? Sure. If it doesn't work out, let me know. I will find someone else. Certainly don't want to impose on you. If you don't have the time to do it. My purpose is to, I'm limited in resources. Sức tôi nó có hạn thôi. Tôi phải biết rõ sức tôi bao nhiêu để tôi có thể huấn luyện bao nhiêu người. I need to know what the extent of my capabilities to see how many people I can train, how many books I can print, biết huấn luyện bao nhiêu người in đủ tiền in bao nhiêu nó nên tôi biết rõ cái đó. That's part of my job, đó là công việc của tôi. Okay. So this phase of my work, cái đoạn này của cái việc tu hành của tôi. I will respond to people's requests. Tôi sẽ hưởng ứng, đáp ứng những cái lời yêu cầu người ta. For example, if people ask me to do more than what I'm capable of, then they have to help me out. Những người muốn tôi làm ngoài cái sức khả năng của tôi đó, thì họ phải đương nhiên họ phải giúp đỡ tôi mới làm được. Okay, that's the way it works. I finally understood. Sáng nay tôi mới hiểu. From my business background, I always thought of borrowing and then paying back the loans. Now I realize that's not how I want to operate. Propagating the dharma from trước đó. Tôi làm thương mại, tôi biết. Tôi chỉ muốn nghĩ chuyện mượn tiền. Xong rồi làm ra tiền. Làm ra, làm lời. Xong rồi trả tiền lời mới trả lại cái nợ. Thế bây giờ tôi mới hiểu là bên cuộc sống tu hành chúng tôi muốn làm chuyện. I don't want any pressure, financial pressure on myself and my cultivators, my fellow cultivators. Tôi không muốn bị cái áp lực của tiền bạc trên những người tu hành, tại gia, người xuất gia này. Shouldn't have any financial pressure. That's why I will do whatever I am able to afford beyond that. Okay.
people have to step forth. Thành ra tôi sẽ làm hết sức của tôi về khả năng của tôi, và ai muốn làm tôi ngoài khả năng của tôi thì họ phải giúp tôi. And that's exactly what happened with the second location. Đây là chuyện này, chuyện thứ nhì. Chủ thứ nhì như vậy. I was planning on only working around here. Tôi chỉ biết khả năng tôi chỉ làm việc ở đây thôi. I'm only capable of sustaining a small number of people to cultivate here in Rosemead. Tôi biết khả năng tôi làm được đó, để huấn luyện được dưới 10 người và đủ này. And so this guy comes forward and he proposes me to go there. He's basically our supporting our efforts down there. Anh kêu em tốt lắm. Ông đề nghị chúng tôi dọn xuống dưới đó, hoạt động dưới đó. Thì ông đã sẵn sàng giúp đỡ sự hoạt động. And that's why if people are like that, then we have no choice but respond to their sincere request. Nếu họ thành tâm như vậy, thì mình có thể từ chối. Mình phải cố gắng một thời gian, cố gắng một thời gian hết sức của mình. So we try our best to respond to their request. That's all we can do. Mình chỉ hết sức, tận lực, mình cố gắng giúp đỡ. Okay. Thank you. Now you're free to go. Ai thắc mắc gì không? Any questions? The Pure Lay Handbook in English should be ready by next week. We hope. Hy vọng là tuần sau cũng sẽ có tập năng trình độ tiếng Anh sẽ được sửa xong. That's the second pass. Sửa xong lần thứ nhì. And so it looks like we should go to printing in all four books by the end of the year or beginning of the year. Chắc là cuối năm này họ bắt đầu làm xong, họ bắt đầu in bốn sách lên. We probably go to printing four books, over 2,000 pages. In bốn cuốn sách là hơn 2,000 trang. Let me give you an idea. Nói cho chị nghe, just for me to physically write 2,000 pages, nói cho chị nghe, để mà tôi ngồi biên ra 2,000 trang cuốn sách, okay. It takes me half an hour per page. Tôi phải tốn nửa tiếng một trang. This is what we do. Mình làm như vậy, làm những chuyện mà ngay chỉ làm. We do the things that others don't do because it doesn't pay. Làm những chuyện này chả có lời, chả có làm có tiền, mà toàn tốn tiền thôi. Only cost some money. But this is why people don't do it anymore. Tại vì làm vừa tốn thì giờ, vừa tốn sức, vừa tốn tâm huyết, mà còn tốn tiền. And proud of your support, and grateful for your support. Tôi rất là hãnh diện và rất là cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. When I talk with 2,000 pages and half an hour for me, that's also hours and hours of review from the people who support me as well. Là nửa tiếng một trang là cuộc đổi cá nhân tôi thôi đó. Còn biết bao nhiêu người khác là đang giúp tôi sửa những cái đó lại. Thành ra tốn thì nhiều không thể tưởng được. Người biên xuống, some people transcribe it, and some people are editing it. Người sửa, người này làm bài ngọn đủ thứ, người thì người biên xuống. Thành ra công việc nó nhiều dễ sợ. And now you understand why the other monks and nuns don't do it anymore. Quý vị có hiểu tại sao những cái vị thầy cô khác không có làm chuyện này? Tại nó vừa tốn tiền, nó làm có tiền. Costs money, it doesn't bring money. And so I'm very proud, I'm very grateful for the support again, because it is so important. Tại vì tôi muốn nói là tôi rất hạnh diện về cái sự cái vì có nhiều người đã phát tâm giúp đỡ chuyện này. And và cảm ơn thành cảm ơn cái vị đã giúp đỡ ủng hộ chuyện này. Because the Dharma will be available for the next 30 years. Cái pháp này sẽ được loan truyền thêm 30 năm nữa, hoặc hơn nữa. And so it has to be done. We don't do it now, in 30 years there's nothing left. Nếu chúng ta làm bây giờ, 30 năm sau khi mà tôi về hưu rồi, in 30 years when I stop my work, there's nothing left.
That's why I need to build right now, so that when I stop explaining Dharma, still this Dharma for you, for people to listen to read, to investigate, and to learn how to cultivate. Thì mình phải giảng, dùng cơ hội này, đầu tư vào, để biên sách, mình soạn kinh, để mà sau này, sau khi tôi ngừng lại, thì những người sau trong tương lai, hoặc là học trò tôi giảng tiếp, either my pupils explain, elaborate more, explain more, hoặc là cái người ta mà có thể đọc sách, theo những pháp của tôi, or they can look up the books and the files and follow them and use them as a guidance in the cultivation. That's what Master Sri Mahat did. Nagimahat làm như vậy. He played for 40 years, 50 years, and yeah, 40 years, 50 years. And after 40, 50 years, sau 40, 50 năm, then there, his pupils started compiling and editing the sutras. Sau 30 năm, 40 năm, thì học trò của thầy Ngài Thiên Hóa mới bắt đầu soạn kinh ra. Okay. We do it both right now. Chúng ta đang làm hai chuyện ngay lập tức. Vừa soạn kinh, vừa giảng kinh. Because we try to speed it up. Tại vì chúng ta muốn làm cái pháp nó lưu truyền, nó lẹ hơn, nó sớm hơn. All right. Any questions or comments? I có ý kiến thắc mắc gì không? It's exciting. Có nhiều cơ hội tốt lắm. I think mình có cơ hội để mà phát triển, trí tuệ của chúng ta để đóng góp vào cái xã hội. Have a chance to work on our wisdom, expand our wisdom, and contribute to society. So, this is why we're doing this in life, như vậy, để phục vụ cho xã hội, để giúp đỡ những người. Because we're doing this to contribute to society, to help others. It's not about to help ourselves. Không phải để mình được phục vụ này. Please remember that. Nhớ chuyện đó. Okay. So, if you you find yourself working with people who don't understand, hoặc là làm có nhiều người ta trong tương lai có nhiều người khác sẽ đến giúp đỡ chúng ta, họ không hiểu cái lý tưởng chúng ta, không hiểu cái thái độ chúng ta. But I hope you be patient. Tôi hy vọng quý vị có cái sự kiên nhẫn and overlook the people's shortcomings và tha thứ sửa đổi lầm người khác. Because we're doing for the sake of the big picture, it's not about being right. Cái này không phải để cái cơ hội để chúng ta thấy chúng ta đúng. Okay. It's the opportunity to help others understand. Thì ra đây là cơ hội giúp người khác hiểu. Cái đúng cũng quan trọng. Let me remind you again. Being right is not important. Cái chuyện mình đúng hoàn toàn không quan trọng đối với tổ chức nào. To me, it's meaningless. The last 6-7 years, 6-7 năm rồi. People come to me and they say, "You're wrong, I'm right." Biết bao nhiêu người tới nói thầy sai, con đúng. And now I tell you, the more confident that you are, confident, the more that you are confident that you're right, that's only the manifestation of ignorance. Tại những cái người mà tới gặp tôi mà nói là tôi con chắc chắn đúng, okay? Nói cái khác là thầy sai mà con đúng, thầy cũng thấy được mà con thấy được. Thì tôi cam đoan cái gì rằng những cái người đó đang bị vô minh, cái bàn vô minh nó che lắm, không biết. Okay. Being right is overrated. Làm đúng
questions? I don't know what you got. Yes. The people who don't stay overnight, they don't need to sign up with us. They can simply show up anytime. Họ tới, nếu mà cửa nó không khóa, họ quyền vào. Cửa khóa, họ phải muốn đứng đợi thôi. If the doors are locked, they have to wait until the doors are unlocked before they can enter. It's going to be very strict. Nó rất là nghiêm khắc. Because the more people, the stricter you have to be. Đông người, mình phải càng nghiêm khắc hơn. Because you cannot afford to have 200 people doing as they please. Okay, nếu có 200 người muốn ngồi, muốn làm gì là, muốn đi, muốn đứng nữa. You cannot have 200 people sitting and staying up and walking about as they please. It's going to be total chaos. Nó hỗn loạn, mình muốn thấy nó có phép, cái phép như vậy. Yeah. Mình đâu có lễ Di Đà. Di Đà ngày chủ nhật thì mày vô. Ngày 18 bắt đầu. Mình có lễ Di Đà, nhưng người thường nó làm Phật cách. Dạ bỏ biết Di Đà nhưng mà chưa thấy xong. Mình làm đến năm trước hay làm cũng không Phật cách thế này. Làm Phật cách, mình cũng làm gì? Mấy chua mình chắc. Mang dưỡng đi ăn làm. Làm như thế. Họ chỗ đi. Mấy thương thương á, về lễ Di Đà á. Mình có mời Phật tử lâu nay họ núi sợ cho mình á. Bây giờ mình làm ở dưới kia thì những cái tập tự họ mua ở bên dưới kia. Có lý, có lý. Như vậy thì mình làm cái lễ Di Đà ở đây đi. Trước. Dạ, làm trước đi. Có lý. Để Phật tử hôm nay mình phụ Phật tử hôm nay. Xong họ cái chương trình tu mỗi cuối tuần mình xuống với tôi là khác. Dạ. Thì mấy ngày mà mình định ở lại để chỗ có chỗ người khác mà không sao ấy, cái chuyện đi vô ra thì thường không sao. Cố gắng tôi sức của mình thôi, nhìn xin nghĩ tên như mình tới tự nhiên cái ngồi chân nó vẹo cái xong mình phải đi về nói chuyện thôi. Chỉ cố gắng hết sức mình thôi. Sunday 11. December. Who has been doing that?
TV station? Yeah, they have a, you know, they've been doing that there. But it's outer. It's the same people supporting us. Thanh Thiên Minh có thể cái chuyện mà cho mấy người mà vô gia cư ăn uống này, tôi biết là cái Thanh Thiên Minh đã phải là con, thì tôi biết chắc chắn là khi mà chúng ta tới Huntington Beach thì mỗi cuối tuần thứ bảy chủ nhật này, sẽ có đồ ăn, họ sẽ chở đồ ăn tới để mình. So on the weekend there in Huntington Beach, they'll be trucking food for us to feed the homeless. Họ sẽ chở đồ ăn tới để mình phát cho mấy người vô gia cư người ta. Họ đã làm từ lâu lắm rồi. Họ tiếp tục làm. The only difference now is we feed them vegetarian food instead of meat and stuff. Tôi biết chắc là giao ăn thịt một tí, bây giờ mình cho ăn đồ ăn chay. So Huntington Beach location will be feeding homeless on the weekend. Mình sẽ làm cái hoạt động từ thiện ở đó luôn. Cuối tuần mình giờ trưa mình cho mình về vô gia cư ta. Các chú. Thầy còn ngay được ngay. Không. Một cuối tuần. Một cuối tuần. Thứ bảy với chủ nhật hàng ngày sẽ có phát ngày nào tháng nào có thể chủ nhật tôi biết nhiều một ngày mỗi cuối tuần chắc là một ngày chủ nhật hay là maybe it's just once a day something I'm not sure. Okay, we'll find out the detail. Chi tiết sẽ rõ sau này mình sẽ rõ như điều cuối tuần mình sẽ cho người vô gia cư ăn. Every weekend we feed the homeless. That's what we do. Thưa thầy, còn Thanksgiving tại đây mình làm ngày thứ năm. Mình cũng biết, tôi cũng biết là làm. I'm not sure about this coming up Thanksgiving next week. Maybe it's not, they're not ready yet. Chắc không kịp đâu. So maybe we wait until the second location opens and then we feed them almost every single weekend. Và mình có thể mình có đợi đến ngày đến mình mở cái chùa thứ nhì đó, rồi cuối tuần nào cũng cho cuối tuần nào cũng cho người vô chơi cứ ăn uống. Ok, tuần nào cho mình làm chuyện từ thiện luôn. Hôm nay cũng dữ lắm, nó cũng muốn như vậy. So this guy's been doing for several years now. So he's asking us to help him continue to do that. He provide the food, ông sẽ đem đồ ăn thôi. Mình cũng làm. Like, cho rất nhiều người vô gia cư. He's been feeding a lot of homeless people for all these years. So he wants us just to be there. Because it's me at that location. Yeah. Lễ nào? Đó mình tính sao? Tần số cái hoạt động thời gian thì sao? Như khi mình trả những cái lễ, mình có thể cũng làm một tuần mình làm lễ ở đây. Rồi thứ bảy mới làm ở đây, hoặc là thứ bảy tuần trước mới làm ở đây, rồi chủ nhật tuần sau mới làm ở tuần bên kia. Yeah. Yeah. Nó khác nhau. Mình vừa làm mình vừa hoạt động đấy, như tại vì cái chỗ này trong tương lai trong sang năm chắc mình có thể có cơ hội, hoặc là tôi cá nhân tôi cũng muốn bán cái chỗ này. Okay. Nhưng đều nếu có người duyên của tôi thì mình có thể mướn mấy nhà xung quanh gần đây hoặc mua thêm nhà xung quanh để cho mình chứa nhiều người như thầy, nhiều cô, cái nhiều cư sĩ tới để đây ở. So I don't want to sell this place here. I'm attached to this place. So either we rent places nearby or buy more properties around here so that I can house more people. We have a big Buddha hall. Cái chỗ này cái phần diện nó lớn hết trơn. Ít cái chùa nào mà có được như vậy. This is very rare. Of all the temples I've seen. Còn lớn như cái chùa nó có thể nó lớn. So it's perfect for us to do the Dharma assembly, a great Dharma assembly, and the phát đại chúng cần cái chùa như vậy. Okay. So I need now is to rent houses or buy properties. Thành hoặc mình mướn nhà xung quanh này, hoặc mình mua nhà xung quanh này, từ từ. Okay. Để chỗ này để mà mấy thầy mấy cô với mấy cư sĩ, so that monks and nuns and lay people can cultivate, they come here and they do the things that were
those who go and do the work, the cultivation in this mudra hall, the Phật điện này, để mở chỗ cũng để cho họ. Okay. I will not do any regular training. We will start the training program until I have at least 5 people. Tôi đợi 5-6 người đến. Mà muốn được huấn luyện, tôi muốn được huấn luyện. I don't have time. I don't have time to train 1 or 2 people or 3 people. I don't have time. Đúng có thời giờ. Okay. So it turns out this gentleman here has a bunch of people that he probably considering is he wants us to help train. Như ông này có một nhóm người mà muốn có thể yêu cầu chúng ta giúp huấn luyện cho họ. So I will take my tip, tôi sẽ chọn người. Because my resources are limited. Cái sức tôi có hạn, tôi sẽ chọn người cũng thế nào. Nhắm mắt ông nhận được hết tất cả. Okay. Yes, any other question? I don't want to cut. Yes, Thomas. I'm just wondering if you had, I was trying to figure out how to sort of focus myself in the next month. Like the last couple of weeks, I felt a little bit like dissatisfied with my practice. Or just, you know, having certain intentions for myself, or maybe desires about how I want to be living or what I want to do, and I'm not able to meet all of them. And then I feel like I got sick this last week, and then, you know, slept more, and then didn't practice as much. But even aside from that, being in my parents' home is a little hard to live exactly the way I want to. I'm just not quite sure how to focus my energy. You have to bear with it. Cultivation is enduring things that are not according as what you like. Don't be such a wimp, such a baby. Take it. Okay. It's a test of your sincerity. If you think that cultivation is so easy and so smooth sailing, then you're wrong. Cultivation is to endure the difficult things. If that's too much for you, then cultivation is not for you. You're not built for it. Alright. Any other questions? Tôi nghĩ chắc không kịp đâu, tại vì hiện bây giờ nó có nhiều quá, đang sửa soạn cái địa điểm đó, rồi với lại chắc là mà tôi nghĩ trong tương lai mình sẽ làm, tôi sẽ phải kịp nhưng mà tôi sẽ nhờ tham gia những chuyện đó. The cultivation path that I'm on, cái tu hành của tôi, let me tell you how it's like. Okay, give me again. I'm lacking all kinds of things in my entire cultivation. Tôi thiếu thốn đủ thứ. Okay, when I came back here, no one supported my cultivation. Trở về đây, trở về xứ Mỹ này, là người xuất gia, không ai muốn bị ủng hộ cho cái gì đâu. Had no money, không có tiền, had no house, no nhà. Worse yet, tệ hơn nữa. I don't have any teacher, không có thầy. Okay. So, um,
So it, I was teetering on giving up for years. Nhiều năm tôi vừa thì sống 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 sót, không biết còn bao lâu nữa để mình phải bỏ cuộc. And here you are, not having a place to live, and having a way, and getting sick, and all those things, and you're upset, you're disappointed. You're such a baby. You're nothing. You ain't seen nothing. You ain't seen any tests you're gonna be facing. Little things like that, yeah, it's too difficult. Then it's, then you can't happen. Khổ sở như vậy mà tôi chưa bỏ cuộc. Còn ông này là mới tôi bắt đợi một tháng, hai tháng rồi mới có cái nhà, bắt ở nhà với cha mẹ. Bây giờ nhà cha mẹ không phải chỗ thuận tiện cho tôi tu hành, mà tôi lái xe xa quá rồi cứ đúng theo cái ý muốn tôi. Nhưng mà mấy cái người như vậy thì sao mà tu với tôi nổi. Tu phải thuận tiện với tu. It's only you only cultivate because it's convenient and smooth and as a way you want it, then you don't understand about cultivation. Vì mình tu phải theo cái ý muốn mình, phải thuận tiện, phải đầy đủ tiện nghi. Yeah, you have to remember. Thì cái đạo tu hành hạnh phải chứ không phải cuộc sống của quý vị đó. You have to remember, we, many of us, are able to support ourselves. Chúng tôi nhiều người dư sức mà sống với cuộc sống ngoài của quý vị. Many of us are able to live your life. I'm able to live your life outside. Tôi sẵn sàng có thể, tôi có thể sống như những người tại gia như quý vị một cách dễ dàng. I can support myself. And yet I choose to live a life of poverty. Ngược lại, tôi đã chọn sống cuộc đời nghèo nàn. Because there's a dharma behind it. Tại vì có cái pháp ở sau đó. This is a dharma of comfort. Pháp này là pháp để thoải mái cho quý vị đó. This is a dharma of deficiency. Đó là pháp thiếu thốn. Okay? It's not for everyone, but I do do that. Because you're learning to let go of your attachments to your numerous attachments and making you unhappy. Pháp là những pháp tu để cho cái gì? Phương tiện, cái phương pháp để xả những cái trách trước mà đang làm cái gì. You don't even realize your attachments are making you unhappy. Case in point. I have a place to live. That's not the way I want. But what does it sound like? Mấy nói, con muốn tới chùa ở, mà không có thể có cho chỗ con chỗ ở, cái bắt không được. Không ý như con muốn. Cái đó nghe giống gì vậy? Như con người có bị chấp trước một tí, mà nghe sẽ biết cái đồ attachment somewhere. That's the dharma, right? Pháp rõ ràng cho quý vị thấy. It helps you see that. Why are you so attached to it? If it has, it happened, it happens. If it happened, you try your best. Nếu nó xảy ra được, càng sớm thì càng tốt. Không xảy ra được, mình đợi. It's not there yet, we wait. That's what I do. I wait for 6 years already. Có đợi 6 năm trời. I waited 3 years before I had a temple. Tôi đợi 3 năm tôi mới được cái chùa. You realize that I could be teaching Chana, I could be teaching Pure Land, but I had to wait for 3 years. Tôi có thể dạy được thiền, tôi có thể dạy được tịnh độ, và tôi phải đợi 3 năm có được cái chùa. Did I give up? Yeah, I could have given up. But I didn't. Đợi 3 năm tôi đâu có bỏ cuộc đâu. Now I'm here for 3 years now, ở đây 3 năm nữa. Now I know, 4 năm trước tôi tới Bosa, know anyone
no one, no, not a single, không có một người nào vô sa tới nghe tôi giảng pháp. Not a, when I went to Bosa 4 years ago, 5 years ago, no single resident person came to listen to my lecture. When I was lecturing the Medicine Master Sutra, hoặc là tôi đứng giảng kinh dược sư, không ai tìm tới nghe. I had to pay rent, tôi phải trả tiền rent. Every week is $110, something like that. Mỗi tuần phải trả 100 để mua cái mướn cái chỗ mà giảng. It's only my students, no one ever showed up. Học trò tôi tới đó thôi. So I had to give up, tôi phải bỏ cuộc. Nói, không có tiền. I don't have money to keep on throwing money away like this. Xong trở về rồi. Giảng trong cái nhà. So I had to recite the Buddha's name in my brother's living room. And then circumambulate outside the yard because the living room too small. Và phải niệm Phật và phải đi nhiều, phải đi nhiều ở ngoài sân. Trong cái phòng khách nó nhỏ quá. 3 years I have to wait. Tới đây 3 năm mới có được cái chùa. I came here 3 years ago, 33 năm rồi. I could have trained people. Tôi có thể có chỗ này để mà huấn luyện được người được rồi. I have to wait 3 more years before people believe I can train people. Phải đợi 3 năm sau người ta mới tin là tôi có thể huấn luyện được người. Spirit is trying to continue as much as you can. Okay, and I told you, đi cung. Nói anh làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Trong thời giờ của con làm gì để mà thời giờ con nó có công việc. Tôi nói tôi đâu cần đi. Cái việc phải tự suy nghĩ nữa. Tôi đâu phải cầm dẫn, kiểu chắc tay mà đi suốt đời đâu. Bởi vì cái tụi nít mà chưa bao giờ ra ngoài đời nó sống một cách nó đùng bọc, nó không hiểu được cái chuyện này. À, tôi nói gì? Lập công. Li kung meaning you create merit and virtue. You have to learn to do that. You have to think, what is it I can do? What's the maximum impact I can do? That's all you can do. I have to wait because that's all I have. This is nothing new. It's not like I know how to train people like right now or yesterday. I committed to training people 6 years ago, seven years ago already. Các vị đừng nghĩ là tôi bây giờ tôi mới có thể huấn luyện được người đâu. 6 năm trước, 7 năm trước tôi đã huấn luyện được người, tôi biết rồi đó. Mà tôi phải đợi 6, 7 năm trời tôi mới huấn luyện được người. I have to wait 6 or 7 years before people believe that I can train them. Until then, I have to wait. I do the best I could. Lúc chờ đợi, mình cố gắng làm được gì mình làm đấy thôi. À. Well, Yin said, you here 3 years ago. Yin says, I've been searching 15 years already. For a person to teach me how to cultivate. Okay. Any other question? I can't let you catch up. Oh, the twins are here. Hey, you got a new picture for us? Yeah, we took this morning. Okay, good. Come in and show us. Can we show it on the screen? No. No? Not yet. Not yet? Oh, okay, fine. And we go to like Jess comments. Okay, so a specific question. Is it helpful to sleep more when you're sick? I mean, I've heard you say that when you sleep, your body is preparing. They also don't speak highly of sleep. You cross your legs. And if you so
so tired, you doze off, you wake up, you continue to cultivate. Continue to recite the Buddha's name. Okay? That's how you do it. So you don't need to sleep more than usual. Yeah. Let it happen naturally. You don't have to worry about it. Small obstruction. To get you afflicted. Đấy, mình muốn tu, mình muốn có chỗ tu rồi ngủ ngoài xe lạnh trời lạnh rồi đốt mình rồi đó. Not in the heat in the car and you're not careful so you got the cold and it's called obstructions. It's called test. And if you quit, quit. Who cares? There's many more tests coming. Mới đi xíu như vậy mà đã phiền não rồi. Không bỏ cuộc thì bỏ cuộc đi. Đi xíu là bỏ cuộc, rồi bỏ cuộc thì đằng sau mấy cái thử thách lớn mà chịu gì nổi. You learn to survive. That's what you do. Okay? All right. I think chắc we should go to lunch, huh? Huh?